Mấy hôm nay tự dưng thấy có nhiều bạn hỏi về vấn đề thực sự Tarot là gì. Tuy mới chỉ tìm hiểu về Tarot khoảng 2 năm nay, nhưng mình thiên về hướng nghiên cứu Tarot nhiều hơn là dùng nó để bói toán. Thế nên, mình cũng có một số nhận định riêng về bộ bài bí ẩn này và xin phép được chia sẻ ở đây. Nguyên lý Tarot. Có rất nhiều tranh cãi về việc Tarot bắt nguồn từ đâu cũng như bản chất của nó. Nhưng theo cảm nhận của mình thì tư tưởng cốt lõi của Tarot là niềm tin vào việc tất cả mọi vật trong vũ trụ này đều có một sự liên kết vô hình nào đó với nhau, kể cả sinh vật sống hay những thứ vô tri. Chính vì vậy mà trong cuộc sống này không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả những sự tình cờ hay trùng hợp mà bạn gặp đều bởi bạn và mọi thứ xung quanh đều có một sự kết nối nào đó dẫn dắt bạn đến những sự kiện này. Giống như khi ta tình cờ gặp lại một ai đó, ta thường xuyên bảo là có duyên với nhau. Từ niềm tin căn bản đó mà Tarot hình thành. Mỗi lá bạn rút được không còn là ngẫu nhiên hay là một kết quả của một bài toán xác suất, mà trở thành một phần của bạn, tương ứng với từng câu hỏi bạn đã hỏi. Thế nhưng, cũng có nhiều người thắc mắc là làm sao chỉ với 78 lá, Tarot lại có thể diễn tả được tất cả các sự kiện trong cuộc sống của đủ loại người. Đây thật ra là một điều rất hay của Tarot. Khi một trải bài hiện ra, người đọc bài sẽ không phải chỉ dựa vào những ý nghĩa gốc của các lá bài để đưa ra câu trả lời, mà còn sử dụng linh cảm, trực giác hay cả sự tưởng tượng để liên kết các lá bài và câu chuyện của người hỏi với nhau, từ đó đưa ra một kết quả hợp lý. Một lá bài có thể được khai thác ở rất nhiều góc độ, từ ý nghĩa gốc, nghĩa ngược khi lá bài quay ngược, hình ảnh trực quan hay sự gợi hình của các chi tiết trong lá bài đó. Tiếp đấy là vị trí lá bài, rồi sự kết hợp của nó với những lá bài khác trong một trải bàn. Tất cả những điều đó đã tạo ra một sự đa dạng vô cùng trong mỗi lần giải nghĩa. Không giống với nhiều kiểu bói toán khác, Tarot không dự đoán tương lai cho bạn. Nó chỉ có thể hiển thị cho bạn những kết quả tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Như vậy, Tarot không thể cung cấp cho bạn câu trả lời cụ thể, nhưng có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời sâu trong tâm hồn mình. Có thể coi bộ bài như một trí giả, đưa ra lời khuyên cho những điều bạn thắc mắc, trăn trở, hay giúp bạn tìm ra những sự lựa chọn khác nhau mà bạn có trong cuộc sống. Đây cũng là lý do khiến mình lựa chọn học Tarot. Mỗi một trải bài được bốc giống như một lần mình tự vấn chính mình. Nó làm cho lớp sương mù che phủ nội tâm dần tan biến đi, và mình hiểu được rõ hơn điều bản thân mình thực sự muốn. Tarot và triết học. Có một điều nữa mà khi tìm hiểu về Tarot mình mới biết được, đó là những hình ảnh trong các lá bài đều mang rất nhiều quan niệm triết học nhân sinh. Một bộ Tarot bao gồm 2 phần, một bộ ẩn chính 22 lá và 4 bộ ẩn phụ, mỗi bộ 14 lá. Bản thân mỗi bộ này lại truyền đạt những câu chuyện, những bài học cuộc sống riêng. Nhìn lướt bộ ẩn chính, bạn sẽ cảm nhận được hành trình đi tìm sự minh triết của con người. Khởi đầu, The Fool, là số 0, một đứa trẻ ngây thơ đang chuẩn bị bước vào cuộc đời. Rồi đứa bé ấy trưởng thành dần qua sự tiếp xúc với các khía cạnh khác của xã hội như gia đình, tình yêu, giáo dục và quyền lực. Từ lá số 1 đến lá số 7. Trải nghiệm rồi đến chiêm nghiệm, 7 lá tiếp theo đi sâu vào sự khám phá nội tâm, tiến vào tiềm thức với biểu tượng về sự rút lui như một nhà ẩn dật, The Hermit. Ông suy ngẫm về vòng quay số phận, Wheel of Fortune, về sự sống và cái chết, Death. Bảy lá cuối cùng là những bước đi còn lại để chạm được đến bản ngã. Giờ đây bạn đã nằm ở trong bóng tối sâu thẳm của tiềm thức, The Moon. Và khi bạn tìm được ánh sáng ý thức The Sun trong bức màn đêm đen vô tận ấy, đó là lúc bạn hiểu rõ mình thực sự là ai. Và giờ đây bạn cùng thế giới hợp nhất và hòa làm một, The World. Thế nhưng, một điểm đặc biệt nhất ở bài học này, đó là sau lá The World, bạn lại được quay trở lại với The Fool, lá bài đầu tiên. Hóa ra chính sự trong sáng, trống rỗng ban đầu lại là sự minh triết, đứa trẻ ngây thơ đã trở lại, nhưng lúc này nó đã có được sự thông thái và sự tự do tuyệt vời. Chính số 0 đã nói lên tất cả, lá khởi đầu cũng như kết thúc, và nó cũng có thể được đặt ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào. 4 bộ ẩn phụ còn lại, mỗi bộ miêu tả được những cung bậc phát triển của 4 yếu tố cơ bản trong cuộc sống. Bộ cắp, nguyên tố nước, đại diện cho cảm xúc như nước, lên xuống thăng trầm đầy bất định. Tất cả các lá bài đều xuất phát từ tình yêu, tình bạn, rồi đến những sự mất mát, rời bỏ và kết thúc bằng niềm hạnh phúc với gia đình. Bộ squat, nguyên tố khí, tượng trưng cho lý trí,
lý trí như thanh kiếm sắc bén, đâm phá tất cả, thậm chí là cả bản thân mình. Câu chuyện của lý trí là sự lựa chọn, chém đứt tình cảm, chiến thắng, lừa lọc, mất phương hướng và cuối cùng là ác mộng và gục ngã. Bộ Pentacle, nguyên tố đất, là tất cả những gì thuộc về vật chất như tiền bạc, sức khỏe, sinh ra là từ đất mà chết đi cũng trở lại về đất. Hành trình vật chất là đối lập giữa sự bảo thủ, nghèo đói với việc làm, thành quả và sự hào phóng, để đến cái đích cuối cùng là sự no đủ, hưởng thụ. Bộ Wands, nguyên tố lửa, hình ảnh của sự nhiệt huyết và tham vọng. Chúng tuy bùng lên và cháy sáng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể tàn lụi đi nhanh chóng. Đây là câu chuyện của sự đấu tranh, sự vinh quang, sự gánh vác trách nhiệm và sau cùng là mệt mỏi, kiệt quệ. Toàn bộ 78 lá bài giống như một lời giảng của một nhà hiền triết cho chúng ta biết về cuộc đời vô thường, về chân lý cuộc sống. Đối với mình, Tarot mang đậm tính triết lý nhiều hơn là màu sắc thần bí của nó qua bói toán. Bộ bài như là một vật trung gian giúp ta kết nối với con người bên trong của mình, từ đó đánh thức trực giác của mỗi người. Ngày nay người ta thường chỉ biết đến Tarot như một công cụ để bói toán mà bỏ quên tất cả những khía cạnh mà nó mang lại. Với một hệ thống biểu tượng mang những ý nghĩa sâu xa, triết lý, các lá bài Tarot có thể giúp chúng ta hiểu ra được nhiều điều lớn lao về bản thân và cuộc sống. Xin đừng quá bài xích Tarot và coi nó như một thứ gì đó mê tín dị đoan, mà hãy nhìn nhận nó như một tàn tích của tri thức cổ xưa, có nhiều giá trị để nghiên cứu và vận dụng. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!